Xin chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái lý thuyết về giới hạn của dãy số thuộc lớp 11 chương 4 giới hạn. Thì trước khi đi vào cái này á, thì mình chia sẻ với các bạn điều này nè. Mình đây là cái lý thuyết về giới hạn á, thực tế là nó rất khó hiểu bạn, không đơn giản đâu. Theo đánh giá cá nhân của mình á, thì 10 người đi dạy thì 1-2 người là hiểu thật sự về cái lý thuyết. Và khi hiểu rồi nhưng mà truyền đạt lại cái lý thuyết đó cho học sinh thì không phải đơn giản để cho học sinh hiểu. Thì ở đây trong cái phạm vi phổ thông này, mình sẽ không đào sâu vào cái lý thuyết hàm lâm, tức là quá theo cái từ ngữ khoa học, mà mình chỉ dùng cái trực quan hình ảnh để các bạn hiểu về cái giới hạn của dãy số. Còn nếu bạn nào muốn tìm hiểu kỹ về cái lý thuyết, bản chất khoa học của cái lý thuyết về giới hạn á, thì các bạn có thể xem những cái clip về toán học cao cấp của mình. Mình dẫn dắt rất chi tiết và rất dễ hiểu. Bây giờ mình đi vào nội dung của chương trình phổ thông. Thứ nhất là mở đầu cho cái giới hạn này, bạn xét 4 cái dãy số sau. Cái dãy số thứ nhất là với phần tử. Cái dãy số này gồm nhiều phần tử, thì phần tử đầu tiên là số 1, phần tử thứ hai là 1/2, thứ ba là 1/3. Rồi phần tử thứ n là 1n, thì bạn biết phần tử thứ n cộng 1 chính là 1 phần n cộng 1. Vậy thì cái công thức tổng quát, cái quy luật tổng quát cho cái dãy số này á, chính là 1 phần n bạn. Khi n chạy từ 1 đến bất kỳ một con số nào, n chạy từ số 1 trở đi. Vậy thì cái quy luật chính là cái đại diện cho cái dãy số, thì mình viết cái đại diện của nó đây. Tương tự dãy số thứ hai thì tất cả các phần tử đều là 1, vậy thì cái quy luật của cái dãy số này là 1 bạn. Nên mình viết cái quy luật ở đây. Người ta gọi là phần tử đại diện, phần tử đại diện hay gọi là phần tử tổng quát. Và cái dãy số này bạn thấy là phần tử đầu tiên là -1, tiếp theo là 1, -1, 1, -1, 1 cứ xen kẽ nhau. Thì cái quy luật của nó chính là -1 mũ n, n. Tiếp tục, cái dãy số tiếp theo là 1, 4, 9, n, thì nó có quy luật là gì bạn? 1 bình, 2 bình, 3 bình, thì n là n bình, n cộng 1 là n cộng 1 tất cả bình, thì cái quy luật của nó chính là n bình, thì phần tử đại diện là n bình, hay gọi là phần tử tổng quát là n bình. Thì các bạn có cái nhận xét gì về, mình có cái nhận xét về 4 cái dãy số này các bạn? Bạn ý nè, cái dãy số đầu tiên á, nó luôn dương bạn, và cái giá trị của nó giảm dần khi n tăng dần, đúng không bạn? Mẫu càng lớn bạn, và đấy nè, cái mẫu số đang tăng dần các bạn, mà mẫu càng lớn thì phân số càng bé. Khi mẫu tiến vào một cái quá lớn thì cái phân số này sẽ tiến vào một cái siêu bé, và chính là giảm về số 0 bạn, giảm về số 0. Thì lúc này bạn để ý nè, khi n tiến vào một cái quá lớn thì cái giá trị của những dãy số này sẽ tiến về không, và người ta nói không chính là giới hạn của cái dãy số này bạn, không chính là giới hạn của dãy số này. Cái từ giới hạn các bạn tức là mức độ không thể vượt qua bạn, nó làm gì làm nó chỉ giảm về không thôi. Bạn thấy n càng lớn thì nó giảm về không, thì không chính là cái giới hạn của nó. Và trong dãy b bạn, trong dãy b thì giá trị không đổi, và người ta khi giá trị không đổi thì người ta nói 1 chính là cái giới hạn của nó luôn. Trong cái dãy C bạn để trong cái dãy C, trong cái dãy C này, để nè, nhận xét nè. Trong cái dãy C thì sao? Giá trị của UN đây bạn, giá trị của UN chỉ lấy hai giá trị là cộng 1 và -1 tùy theo n lẻ và n chẵn nữa bạn. Rồi, ở đây mình nhận xét như vậy. Còn trong cái dãy D thì trong cái dãy D thì sao? Giá trị UN luôn luôn dương và tăng dần theo n. Vậy thì khi đây bạn tăng dần theo n 9 rồi tiếp tục là gì? 4 bình là 16. Và khi n tiến vào một cái dương vô cùng thì giá trị UN bình cũng sẽ tiến vào một cái dương vô cùng lớn bạn. Đó là cái nhận xét. Vậy thôi. Qua những cái ví dụ trên á, ta sẽ thấy một cái điều gì? Nó có hai khuynh hướng bạn. Ta thấy dãy số có hai các khả năng, có hai khuynh hướng. Khuynh hướng thứ nhất là gì? Tập trung gần một con số nào đó bất kỳ. Ví dụ như cái dãy A nó sẽ tập trung về số 0 bạn.
cái dãy B nó tập trung quanh số 1. Đó. Hoặc là không có một con số nào để các giá trị của UN tập trung quanh nó. À. Rồi. Vậy thì trong cái ví dụ A thì ta thấy khi n tăng, các giá trị của dãy UN có khuynh hướng tập trung quanh số 0. Nhưng mà không bao giờ bằng 0 bạn. Nó tập trung quanh số 0 nhưng mà không bao giờ bằng 0. Đó. Tức là khoảng cách từ UN đến điểm 0 càng lúc càng nhỏ dần. Thì khi đó ta nói dãy UN hội tụ vào 0 hay không là giới hạn của nó, và ký hiệu như vậy bạn. Trong ví dụ B thì ly bằng 1, cái này mình đã nói rồi. À, mình viết lại. Còn trong ví dụ C, các bạn có thể click chuột để xem nha. Thì trong ví dụ C thì không có một con số nào để các dãy số nó tập trung, tại vì nó cứ trừ 1 rồi 1, trừ 1 rồi 1, trừ 1 rồi 1. Nó không có con số nào để tập trung bạn. Vậy thì người ta lúc này nó không hội tụ về bất kỳ giá trị nào, gọi là dãy phân kỳ. À, trong ví dụ D cũng là phân kỳ. Vậy thì mình nói lại cái ký hiệu bạn đọc. Mình nói lại cái dãy số nó có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là gì? Các giá trị luôn có khuynh hướng tập trung gần một con số nào đó, thì lúc này con số này gọi là giới hạn của dãy số. Trường hợp 2 là không có bất kỳ một con số nào để dãy số tập trung quanh nó, thì lúc này chúng ta nói giới hạn không có dãy số, gọi là phân kỳ. Chúng ta đi vào định nghĩa bằng trực quan, bằng hình ảnh thôi, chứ không đi vào cái ngôn ngữ khoa học quá mức. Dùng ngôn ngữ khoa học trong cái phổ thông nó không có ý nghĩa bạn à. Cái đó dùng cho những người nghiên cứu. Nhưng mà thậm chí nhiều sách toán cao cấp á, nó định nghĩa bằng ngôn ngữ khoa học á, đọc vô cuối cùng chả hiểu gì hết. Mình đã từng nói trong một cái clip là khi bạn định nghĩa một cái gì đó, bạn phải thỏa hai điều. Thứ nhất là gì? Cho biết cái hình dạng của cái định nghĩa đó. Rồi cái định nghĩa, cái điều đó có tính chất gì? Trong định nghĩa sách toán cao cấp á, nó định nghĩa về giới hạn của dãy số, giới hạn hàm số, nó nói tùm lum tùm la. Cuối cùng mình đã từng hỏi giáo sư dạy mình rồi, vậy cuối cùng nó có hình dạng, cái mô hình của nó là gì? Giáo sư bảo thì nó là vậy đó, có gì quê vốn à. Rồi bây giờ mình xét cái dãy số này bạn, bây giờ mình thay cái giá trị nè, mình cho n chạy từ 1 đến cả triệu luôn ha, thì bạn thay từng giá trị n vô, bạn có từng con số này đó, từng con số này. Thì bạn đợi, bạn biểu diễn các con số này lên trục số, thì bạn để ý các con số này bắt đầu nó có xu hướng đâu, tập trung quanh số 0. Mà tập trung quanh số 0 thì số 0 chính là giới hạn của nó, vậy thôi. Hay người ta nói là khoảng cách từ các điểm càng lúc càng nhỏ dần. Khoảng cách từ cái điểm tới số 0 càng lúc càng nhỏ dần, tức là tập trung quanh số 0. Khi mà tập trung quanh số 0 thì khoảng cách từ những cái điểm đó tới không phải nhỏ dần với bạn. Đúng không bạn? Bạn tập trung quanh một cái gì đó thì khoảng cách giữa bạn với cái đó phải nhỏ dần chứ. À, mà khoảng cách nhỏ dần thì giới hạn bằng không, nên đấy là bạn. Đó, khoảng cách này nó càng lúc càng nhỏ dần nè. À, mình thay cho bảng vô nè. Thì lúc đó mình nhận xét cái bảng thì thôi, thực tế không quan trọng, trực quan thì nhìn thấy liền đó, nhận xét cái bảng nè. Đó là nó liên bằng 2. Liên bằng 2. Ủa, liên bằng 0 chứ. Liên bằng 0. Anh mới nhầm bạn. Tại vì nó tập trung quanh số 0 mà. Rồi. Tiếp tục mình xét một cái dãy khác bạn, bạn để ý. Rồi. Thì bạn thay, bạn cho con số n tăng dần tới 1 tỷ luôn nè, mình tập trung. Thì bạn để ý nè. Cái này nó khi n tiến vào một cái quá lớn thì cái giá trị của nó tiến về gần bằng 2. Bạn để ý nha. Khi n tiến vào một cái quá lớn thì giá trị UN tiến về gần con số nào thì đó chính là giới hạn. Gần bằng 2 thì 2 chính là giới hạn bạn. Đưa lên hình ảnh thì bạn thấy nè. À, nó tiến gần bằng 2, tập trung quanh 2 thì 2 chính là giới hạn. Vậy thì khoảng cách giữa các giá trị UN đến 2 nó sẽ thu dần, nhỏ dần lại. Đó, nhỏ dần lại. Này tấm bảng mình phân tích cái khoảng cách thôi.
Đó, bằng trực quan thì thấy được liên bằng hai. Vậy nên chúng ta có thể đưa tới một cái định nghĩa như vậy bạn. L là giới hạn của dãy N khi mọi giá trị của dãy UN đều tập trung quanh L, trừ một vài hữu hạn giá trị thôi, trừ một số, còn đa phần là tập trung quanh L. Mà tập trung quanh L như vậy các bạn thì tồn tại một cái vị trí nào đó, để kể từ vị trí này trở đi tất cả các phần tử đều gần L nhưng không bằng L. Tức là bạn sẽ có một cái vị trí đó và từ vị trí này trở đi tất cả đều dồn về tập trung quanh L, bạn để ý nha. Ví dụ như vậy, bạn thấy từ ví dụ như vị trí nè, từ vị trí này nè, vị trí mình ấy lấy cái mũi tên chỉ xuống, thì kể từ vị trí này, ví dụ mình lấy cái bức tường mình xây lại, thì kể từ sau bức tường này thì tất cả các giá trị đều hoặc tập trung gần L, còn trước đó thì nó không tập trung gần L, đúng không bạn? Kể từ bức tường này nè, vị trí nè, thì sau bức tường đó thì tất cả các giá trị đều gần tập trung gần số 2. Còn trước bức tường thì đa phần các số này xa số 2. Mình đó. Rồi. Đó. Thì tồn tại một vị trí, bạn tìm cho mình một vị trí thôi chứ, tại vì nó không phải tất cả các mọi giá trị đều tập trung quanh gần 2, mà đa số các giá trị đều tập trung gần con số L. Mà đa số này nó sẽ tạo ra một cái bức tường ngăn hai bên. Bức tường thì vị trí N. Tức là từ cái vị trí này nè, khoảng cách từ cái giá trị này đến L nhỏ dần bạn, nhỏ dần. Bây giờ mình mới đưa vào cái định nghĩa của dần dần mình đưa vào cái định nghĩa theo kiểu ngôn ngữ khoa học này bạn. Vậy thì viết như vậy nó sẽ tương đương, nếu ta cho trước một con số dương nhỏ tùy ý, ta luôn tìm được một vị trí N, một cái bức tường để kể từ, để sao cho kể từ sau cái bức tường đó, ở sau cái bức tường đó khoảng cách giữa các phần tử với số L nhỏ dần, nhỏ hơn số epsilon. Epsilon đã siêu nhỏ rồi bạn, mà khoảng cách này còn siêu nhỏ hơn nữa thì nó tiến về, thì L chính là giới hạn. Với mọi S số dương bất kỳ, ta luôn tìm được một vị trí nào đó để kể từ vị trí trở đi khoảng cách giữa cái chỉ UN tới L nhỏ dần là nhỏ epsilon. Tức là mình dùng ngôn ngữ hình ảnh, rồi mình dẫn dắt hồi ra cái ngôn ngữ khoa học nè. Mà thực tế khi trong phổ thông mình đừng có quan tâm tới cái ngôn ngữ khoa học này cho nó nha, nhưng mà mình vẫn dẫn dắt cho bạn. Rồi chúng ta cũng định nghĩa trực quan bằng vô giới hạn vô cực của dãy số bạn. Trực quan, rồi trực quan thôi, bạn thấy nè, khi N tiến về một cái quá lớn thì giá trị UN này sẽ tiến về một cái vô cùng lớn, thì cái gọi là giới hạn là dưới vô cực như thế, đúng không bạn? Bây giờ định nghĩa bằng ngôn ngữ khoa học nè. Cho trước một số dương tỷ luôn tồn tại một vị trí N để kể từ vị trí này trở đi các số hạng đều lớn hơn số dương đó. Thằng này đã dương rồi bạn, thằng này đã là số dương rồi, mà các số hạng còn lớn hơn nữa thì nó tiến về dương vô cùng như thế. Tương tự dãy số có giới hạn âm vô cùng, thì bạn ví dụ bạn cho N tiến một cái quá lớn, một cái dương quá lớn, thì trừ 2N sẽ tiến một cái âm quá lớn, thì âm nhân dương là âm mà. Một cái âm quá lớn cộng với một số 3 quá nhỏ bé này thì nó sẽ ra âm quá lớn thôi. Vậy thì giới hạn là âm vô cùng. Định nghĩa theo kiểu khoa học nè. Không quan trọng. Cái giới hạn đặc biệt bạn. Đây, mình lý giải cái gì mình đây là khi N, cái một phần N là khi N quá lớn, mẫu quá lớn thì phân số quá bé thì nó tiến về không. Tương tự vậy bạn, khi N quá lớn thì N mũ K cũng quá lớn, vậy thì mẫu quá lớn thì phân số quá bé tiến về không. Không N mũ K. Khi N quá lớn thì N mũ K sẽ cũng rất là lớn, vậy thì là dương vô cùng. Đó bạn, như thôi, đơn giản. Ví dụ như ông này. Quy mũ N bạn. Nó có hai trường hợp. Nếu quy lớn hơn 1 á thì bạn càng lũy thừa lên thì nó càng lớn, thế là dương vô cùng. Nhưng mà nếu quy bén 1, ví dụ như là không số 0,3 bạn, 0,3 thì lớn hơn 0 bén 1. Với con số 0,3 bạn càng mũ lên thì nó càng nhỏ bạn, ví dụ 0,3 mũ 2 nó sẽ lớn hơn 0,3 mũ 10 nha bạn. Khi mà cơ số nhỏ hơn 1 bạn, từ 0 đến 1, bạn càng mũ lớn thì cái lũy thừa nó càng nhỏ, nên nó sẽ tiến về không. Này thì đơn giản, cái dê đơn giản. Rồi. Cái định lý giới hạn
giới hạn là duy nhất bạn. Liêm tổng bằng tổng các liêm, liêm tích bằng tích các liêm, liêm hiệu bằng hiệu các liêm, liêm thương bằng thương các liêm, này đơn giản đó bạn. Giờ chúng ta đi vào ví dụ. Liêm của hiệu là bằng hiệu các liêm này. Liêm 3 bằng 3, liêm 1 phần n là 0 này, bằng 3 này. Rồi. Liêm này bạn, liêm phân thức đúng không? Thì kinh nghiệm của mình nè, khi bạn gặp một cái dạng phân thức á, bạn lấy tử và mẫu cùng chia cho một cái, bạn lấy tử và mẫu á, bạn rút cái lũy thừa cao nhất ra ngoài. Dù cái tử nè, cái lũy thừa cao nhất là n bình bạn đưa ra ngoài. Cái mẫu là lũy thừa cao nhất là n bình đưa ra ngoài. Thì bạn khử đi, bạn còn lại cái này. Thì bạn thấy là 1 phần n, khi n quá lớn thì 1 phần n tiến vào 0. Khi n quá lớn thì 1 phần n bình tiến vào 0 thì còn lại 3 phần 1 là 3. Liêm là 3. Đó các bạn. Đó. Cái tính chất tiếp theo. Liêm của giá trị đối sẽ bằng giá trị đối của liêm bạn. Liêm của căn sẽ bằng căn của liêm, vậy thôi. Đơn giản. Còn khi UN dương thì liêm của căn UN sẽ bằng căn liêm. À, mình lấy ví dụ nè. Liêm của căn bằng căn của liêm, mà trong này liêm tổng thì bằng tổng các liêm tính ra. À. Ở ví dụ 2 bạn. Ví dụ 2 thì hồi nãy mình nói rồi, khi bạn gặp cái phân thức thì cái bước đầu tiên á, kinh nghiệm của mình á là bạn đưa cái lũy thừa cao nhất ra ngoài. Thì ông này là lũy thừa cao nhất là n bình. N bình mà đưa ra ngoài là còn n. Ông này cao nhất là n, đưa ra lấy n khử cho nhau. Thì còn lại ông này. Thì bạn phân tích nè, 1 phần n bình sẽ tiến vào 0 khi n quá lớn. 1 phần n sẽ tiến vào 0 khi n quá lớn thì còn lại. Kết quả. À. Giờ mình xét cái ví dụ này. Bây giờ vì cái dính cái hàm này, cái dãy này các bạn. Vì dính trừ 1 mũ n, mà trừ 1 mũ n thì sẽ có kết quả là 1 trừ 1, 1 trừ 1 trừ 1. Vậy thì để cho an toàn nhất mình, bạn gắn với chỉ đối vô thì ông này luôn luôn bằng 1. Âm 1 hay 1 thì chỉ cũng ra 1 hết đó. Đúng không bạn? Đó. Thì rõ ràng cái thằng này là bạn để ý là khi n quá lớn thì 2 mũ n cũng sẽ quá lớn. Mà khi 2 mũ n quá lớn thì cộng thêm 1 nó cũng sẽ rất là lớn. Mà khi mẫu quá lớn thì 1 phần cái này nè sẽ tiến vào 0. Chỉ liêm của ông này bằng 0, mà liêm này bằng 0 thì sẽ liêm UN cũng bằng 0 luôn. Đó bạn. Rồi. Bây giờ mình nói về cái định lý kẹp và cái hệ quả của nó bạn. Định lý kẹp ví dụ như vậy là bạn. Ông này bị kẹp với hai ông này. Dù ông VN bị hai ông này kẹp lại, mà hai ông này có giới hạn tiến về một con số L thì ông VN không thể vượt qua L được. Tại vì ông đã bị hai ông này kẹp, mà hai ông này giới hạn tới L thôi thì VN cũng phải tiến tới L thôi. Đó là ý nghĩa của giới hạn kẹp mà. Đó. Giờ cái hệ quả của nó. Hệ quả của nó thì đơn giản các bạn. Khi N bị kẹp bởi AB thì liên của nó cũng bị kẹp bởi AB. Còn này. Ông này thì thực tế đó, là hệ quả của lý thuyết kẹp nó chính xác là vậy đó. Giá trị đối thì luôn luôn lớn bằng 0 đúng không bạn? Giá trị đối UN thì luôn luôn lớn bằng 0 mà bé hơn VN. Vậy bên trái là không, ví dụ mình viết rõ hơn nè. Lớn bằng 0, bé bằng VN, tức là giá trị đối của UN bị kẹp bởi 0 và VN. Mà 0 thì tiến vào 0 rồi, VN cũng tiến vào 0 thì giá trị đối của UN cũng tiến vào 0. Mà khi giá trị đối của UN tiến vào 0 thì UN tiến vào 0 thôi. Ví dụ bạn lấy ví dụ. Tức là cái định đi kẹp ý nghĩa là tao bị kẹp bởi hai đứa, mà hai đứa mày tiến về L thì tao không thể vượt qua L nổi, mà tao không vượt qua L nổi thì đó là giới hạn của tao, vậy thôi. Ví dụ nè bạn. À. Đây. Bạn gắn giá trị đối vô thì giá trị đối của cái thương chính là giá trị đối của một thương á, thì bạn lấy thương của hai giá trị đối đúng không? Mà giá trị đối của sin N thì luôn luôn bé bằng 1, tại sin thì luôn luôn từ trừ 1 đến 1. Các bạn, bé 1. Vậy thì nó bé hơn 1 phần N cộng 1. Mà liêm của 1 phần N cộng 1 là 0 bạn, tức là ông này tiến vào 0. Ông này thì lớn bằng 0 thì không tiến vào 0, tức là ông bị kẹp bởi hai thằng tiến vào 0 nên ổng bằng ổng tiến vào 0 luôn. À. Ví dụ 2 bạn. Ví dụ 2. Xét cái hàm này. Thì áp dụng bằng thức Bunyakovsky-Kosiwasch. Đó, thì cho hai cặp này. Ở đây bằng thức thì bạn xem lại bằng thức nha. Thì cái giá trị đối này bé bằng 10. Vậy thì mình gắn giá trị đối vô. Ông này bé bằng 10,
thì cuối cùng bé bằng 10 trên n bình cộng 5 mà ông này tiến vào 0 này bạn. Tại vì cái mẫu sẽ vô cùng lớn khi n tiến vào chia vô cùng. Vậy thì cuối cùng ông này tiến vào 0. Đó. Ở đây mình nói thêm một số tính chất mà có thể nói là nó cũng không có dùng nhiều trong phổ thông bạn, mà nó sẽ dùng cho cái trên chương trình đại học nhiều hơn. Đó. Nó cũng không dùng nhiều cho phổ thông đâu. Một dãy số có giới hạn thì nó bị chặn đó như rồi. Giới hạn là cái gì? Mức độ anh không thể vượt qua mà. Giới hạn là mức độ anh không thể vượt qua thì anh bị chặn tại vị trí đó, đúng rồi. Mà nếu anh không bị chặn thì anh không có giới hạn. Tại giới hạn là mức độ anh không thể vượt qua, vì anh cái gì không có gì chặn lại anh hết, anh chạy miết thôi. Thì làm sao anh có giới hạn, đúng không bạn? À. Rồi, một dãy số đang tăng, nó đang tăng dần bạn, mà nó bị giới hạn tại L thì nó sẽ luôn luôn bé nó lớn thôi. Còn một dãy số đang giảm dần và giới hạn L thì nó sẽ lớn hơn L bạn. Đang giảm dần mà, đang giảm xuống và giảm tới L là dần không thể giảm nữa thì nó lớn hơn L thôi. Còn đây đang tăng lên, đang tăng lên mà tới đây dần thì có L ở đây thì tới mọi thứ là bé hơn L. Còn đây nó đang giảm xuống, giảm xuống xuống tới gặp L dần à, thì tất cả mọi thứ là lớn hơn L đó. Còn định lý Weierstrass, nếu dãy số tăng và bị chặn trên thì dãy số hội tụ, vậy giảm và dẫn dưới thì số hội tụ. Rồi vậy thôi. Rồi cái này mới là cái chính này. Rồi. Định lý của giới hạn vô cực. Vì hai cái ký hiệu này không phải là số thật nha bạn. Không phải là số thật. À, nên dãy số cái giới hạn của hạn không được phép sử dụng những cái định lý của như lim tổng bằng tổng tác lim với bạn. Nó chỉ dùng cho khi là giới hạn hữu hạn thôi nha. Nó là giới hạn hữu hạn thôi. Thì bạn mới sử dụng những cái tính chất của dãy số có giới hạn hữu hạn. Ở đây là những cái định lý mà dãy số có giới hạn hữu hạn đó, bạn được dùng khi giới hạn nó hữu hạn. Còn nếu giới hạn của nó là âm vô cùng hay dương vô cùng thì bạn không được dùng nữa nha. Mà bạn sẽ vận dụng cái khác. Ví dụ như vậy. Ví dụ như bạn có một cái phân thức cái tử tiến về một con số A, cái mẫu tiến về một cái vô cùng lớn. Thì bạn để ý nha, khi cái mẫu tiến về một cái vô cùng lớn bạn ở trên bạn chia cho một cái vô cùng lớn nó sẽ gần bằng không bạn. Bạn lấy cái tính bấm ấy, giới hạn nó gần bằng không. Bạn ví dụ như bạn lấy số 3 bạn chia cho 1 tỷ đi. Thì cái kết quả của bạn á sẽ là gì? Sẽ gần bằng không. Bạn hình dung không? Người ta gọi là cái mẫu càng lớn thì phân số càng bé. Ví dụ như cái này nè, cái ở nếu 2 á, cái mẫu tiến về không tức là tiến về một cái siêu bé. Cái mẫu càng bé thì phân số càng lớn, bạn nên tiến về chương vô cùng. À, bạn nên nhớ nè, khi mà cái mẫu tiến về không thì nó không bằng không, nhưng mà nó chỉ tiến gần bằng không thôi, chứ nó không bằng không. Tức là nó tiến một cái, nó tiến về một số siêu bé, nó tiến về một cái siêu bé. Khi mẫu càng bé thì phân số càng lớn dần tới vô cực. Và người ta hỏi tiếp chỗ đây. À, người ta hỏi tiếp. Khi về mày tiến về vô cực thì mày tiến về âm vô cực hay dương vô cực? À, thì bạn muốn biết âm vô cực hay dương vô cực thì có 4 trường hợp, mà 4 trường hợp này mình nói thì mình viết ra cho đủ thôi chứ mình cũng chả quan tâm. Mà bản chất của mày nè, bạn quan tâm tới dấu á. Dấu à, ví dụ như cùng dấu chia nhau ra dấu dương, trái dấu chia nhau ra dấu âm. Thì bạn hỏi nè, cái tử tiến về dấu gì? Tiến về giới hạn và giới hạn nó mang dấu gì? Cái mẫu tiến về giới hạn và giới hạn nó mang dấu gì? Thì bạn dựa vào dấu của hai cái giới hạn mà chia nhau. Ví dụ như vậy nè, ông tử tiến về A mà A dương, tiến về dụ tiến về số 3, tiến về số 3 thì ba dương, còn tiến về âm 2 thì đó là giới hạn tiến về âm. Còn cái mẫu tiến về không, bạn nhớ tiến về không nha, tiến về không tức là nó gần bằng không. Mà gần bằng không thì có hai phía bạn, phía phải thì nó lớn hơn không, mà phía trái thì nó bé hơn không. Nó tiến về không mà bên phải á, bên phải thì nó lớn hơn không, đúng không bạn? Tức là còn tiến về không mà bên trái thì nó bé hơn không. Như vậy ví dụ như này nè, thằng tử tiến về A mà A dương, thằng mẫu tiến về không nhưng mà tiến về phía âm, thì cái dấu của giới hạn mẫu là âm. Vậy thì dương chia âm ra âm. Hả? Chia dương. À, bạn hiểu ra không? Mình nói lại. Ví dụ như cái tử tiến về một cái giới hạn và cái giới hạn là dương thì nó mang dấu dương. Còn cái mẫu tiến về một cái giới hạn mà giới hạn nó mang dấu âm thì nó âm. Vậy dương chia âm là âm, kết quả là âm. Bạn hiểu không? À, ví dụ như thằng tử tiến về 3, tức là giới hạn mang 3 nha bạn. Còn thằng mẫu tiến về 0, nhưng mà tiến về 0 thì bạn chưa biết âm dương, bạn phải coi thử nó tiến phía nào.
nó tiến phía nào đấy, bạn để số 0 bạn vạch ra, số 0 là biên giới vạch ra hai bên, một bên âm một bên dương, nó tiến theo hướng nào, nó tiến theo hướng âm hay tiến theo hướng dương đó. Thì ví dụ như vậy nè, thằng bạn nhìn là thằng mẫu tiến vào không nhưng mà nó theo hướng dương, tại vì cái mẫu dương nó theo hướng dương, thì cái giới hạn mẫu là dương, giới hạn tử là dương, thì dương chi dương là dương, thì dương vô cùng, tương tự vậy, bạn hiểu không? Đó. Tương tự cho thằng này bạn, liên ngũ tích, thì bạn hình dung nè, thằng UN tiến một cái vô cùng, thằng VN tiến một cái A, một cái quá lớn nhân với một con số thì nó sẽ ra quá lớn các bạn. Cũng như vậy bạn dựa vào dấu, UN, giới hạn của UN là dương hay âm, giới hạn của VN là dương hay âm, bạn dựa vào dương hay âm đó, bạn thấy các dấu nhân nhau bạn ra kết quả này. Vậy thôi à, đơn giản. Mình lấy ví dụ. Liêm của một cái đa thức, bạn liêm của một đa thức thì cái kinh nghiệm của mình, bạn lấy cái lũy thừa cao nhất bạn đưa ra ngoài, thì lúc này bạn thấy là N bình tiến về dương vô cùng, đúng không? Còn cái ông này nè, ông này tiến về 3 là dương, tức là dương với dương ra dương nên các bạn là dương vô cùng. Ví dụ 2 thì theo ví dụ 1 á, thì ông dưới là ông mẫu tiến về dương vô cùng, khi mẫu quá lớn thì phân số quá bé thì cuối cùng là bằng 0, nên liêm L2 là 0. Tương tự ví dụ 3, ví dụ 3 là liêm của một phân thức, thì nguyên tắc của mình là bạn sẽ vậy, lấy lũy thừa cao nhất đưa ra ngoài là N của 3, ở dưới cũng phải dùng N của 3 nha bạn, cao nhất của cả tử và mẫu á, N của 3 đưa ra ngoài, bạn khử, tức là lấy tử mẫu cùng chia N của 3 thì bạn ra cái này, thì bạn ấy nè, liêm tử tiến về 3 là dương, chứ là cái liêm tử tử tiến vào một cái giới hạn dương, còn cái mẫu bạn tiến về 0, nhưng mà bạn nói là tiến về 0 mà tiến về bên nào nha, tiến về bên nào, tiến về bên nào, tiến về ở phía, tiến về 0 nhưng mà cái giới hạn đó là dương hay âm nha. Tại dụ như tiến về 0 thì có thể nó là 0.0001 hoặc là âm 0.0001, bạn hiểu không? Nên tiến về 0 nhưng mà cái giới hạn là âm hay dương, thì bạn muốn biết thì bạn xét thử cái mẫu là dương hay âm. Thì khi N tiến về N quá lớn bạn, thì 2 phần N trừ 1 phần N sẽ dương. Như vậy thì cái mẫu tiến về giới hạn dương, cái tử tiến về giới hạn dương, vậy là dấu dương chia dấu dương ra kết quả dương. Còn tại sao N tiến về dương vô cùng thì 2 phần N trừ 1 phần N lớn không, thì quá dễ thôi bạn. Mình đã nói rồi, khi N tiến về dương vô cùng á, cái này bạn có thể dùng nháp, bạn đặt nhân tử chung nè, bạn nhân tử chung là 1 phần 2 phần N trừ 1 phần N sẽ bằng 1 phần N nhân với 2 trừ đi 1 phần N, mà 1 phần N bạn nó sẽ bé hơn 2 bạn, tại N quá lớn, 1 phần N sẽ gần bằng 0 mà, nó phải bé hơn 2 nên nó dương vậy thôi. Nếu bạn tương tự như vậy, hay mình làm rõ khúc này nha, đây là tại sao nó dương nè, bằng nè, 1 phần N nhân với còn lại 2 trừ đi 1 phần N đó, rõ hơn vô đây. Thì bạn thấy nè, 1 phần N khi N càng lớn thì 1 phần N sẽ tiến về 0, vậy thì nó phải bé 2 nên 2 trừ 1 phần N sẽ dương, nhân với dương là dương vậy thôi. Ví dụ 4 bạn, khi bạn gặp phân thức á, bạn lấy tử và mẫu chia cho lũy thừa cao nhất nha, tức là chia cho N của 3, chia N của 3 thì ra cái này, thì bạn thấy cái tử nè thì tiến về trừ 2, tức là cái tử tiến về giới hạn âm, còn cái mẫu tiến về 0, nhưng mà tiến về 0 thì giới hạn âm hay dương, bạn phải xét. Thì cũng tương tự như vậy bạn, mình làm rõ cái này, N tiến vô cùng thì thằng này sẽ dương, để rõ hơn chỗ này, nó bằng 1 phần N bình đi, 1 phần N bình ở trong, còn 3 trừ đi 2 phần N. Rõ hơn cho các bạn thấy, thì rõ ràng 2 phần N sẽ tiến về gần bằng 0 nên 3 trừ đi 2 phần N sẽ dương, nhân ra dương đó bạn, đơn giản thôi. Rồi giờ mình nói về cái tổng của cấp số nhân lùi vô hạn bạn. Bây giờ bạn, mình cho bạn một cấp số nhân có công bội, với công bội bé hơn 1 thì gọi là cấp số nhân lùi vô hạn, tại vì khi với mình đã nói với các bạn rồi, khi tại vì cấp số nhân là một dạng lũy thừa nha bạn,
một dạng điểm thường. Mà khi cái cơ số bé hơn lớn không bé một thì càng cái mũ càng cao thì cái lũy thừa nó càng càng giảm dần, nên nó lùi dần, gọi là lùi vô hạn. Đó, ví dụ như vậy. Tần dãy số này công bội quy là 1/2, lùi lùi dần. Giờ mình sẽ có cái công thức tổng của cấp số nhân lùi vô hạn là gì? Định nghĩa các bạn. Tổng của một cấp số nhân lùi vô hạn chính là giới hạn của tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân đó. Ví dụ như vậy, bạn có cái cấp số nhân lùi hạng, tổng của cấp số nhân lùi hạng này, tổng của một cấp số nhân lùi hạng này chính là lim của n phần tử đầu tiên, lim của n phần tử đầu tiên. Vậy thì bây giờ mình sẽ tính nè, tổng của cấp số nhân lùi hạng chính là lim của n phần tử đầu tiên của một cấp số nhân, mà tổng của n đầu tiên, n phần tử đầu tiên của một cấp số nhân là công thức là dài đúng không bạn? Mà biết rằng quy thì bé 1 nên quy mũ n sẽ tiến về 0. Vậy thì kết quả còn lại là U1 trên 1 phần quy. Thì U1 trên 1 phần quy chính là lim giới hạn của tổng n phần tử đầu tiên của một cấp số nhân. Vậy thì nó chính là, theo định nghĩa nó chính là kết quả của một tổng cấp số nhân lùi vô hạn. À, chúng ta ví dụ tính tổng của một cấp số nhân lùi vô hạn thì các số hạng trong cái tổng này lập thành một cấp số nhân lùi vô hạn với phần tử đầu tiên là 1/3 và công bội quy là 1/3. Vậy thì tổng của nó sẽ là theo công thức thay vô. Tương tự như mấy cái này, bạn có thể đọc list chuột đọc. Giờ mình nói về số E. Số E thì bạn xem cái định nghĩa này, nó chính là giới hạn của cái dãy này, vậy thôi. Người ta chứng minh được cái này. Mình xin phép dừng clip ở đây. Đây là cái lý thuyết bạn, còn cái phần bài tập nó sẽ mô tả các dạng vô định của một giới hạn, thì sẽ có phần bài tập sau. Cảm ơn các bạn đã xem.